Vâng, xin chào tất cả các bạn, tôi là Johnny Thông đây, admin của kèo thơm ICO.com. Ắt hẳn là các anh chị đã từng có một vài lần vào kèo thơm ICO.com hoặc là chưa lần nào, đây là lần đầu tiên của các anh chị thì không sao. Thì chúng ta lên kèo thơm ICO.com để chúng ta cập nhật thông tin nhé. Và chúng ta hãy vào group chat ở đây. Chúng ta vào group chat, tức là vào group Telegram, gần 2.100 nhà đầu tư trong này, để các anh chị có thể cập nhật những cái thông tin mới nhất về kèo thơm ICO. Ok nào, còn những anh chị mà thích xem video clip thì anh chị nên lên đâu ạ? YouTube, anh chị search là Johnny Thông, sau đó nó ra cái thông tin này thì anh chị sẽ click vào kết quả của tôi. Thì anh chị sẽ thấy là hiện nay có gần 12.000 người đăng ký kênh của tôi rồi. Và cái video trên này thì tôi làm rất là nhiều video, đa số là cập nhật và hướng dẫn cho các anh chị. Đa số là như thế. Và anh chị sẽ thấy là có những cái clip của tôi làm là 2.400, đa số là trên 1.000, 2.000, 3.000, có cái 3.000. Và anh chị thấy là đa số là như vậy, và tùy vào dự án hot như thế nào. Ok. Rồi, anh chị sẽ cập nhật cái thông tin bằng cách là đăng ký cái kênh của tôi hoặc là vào group chat Telegram để các anh chị cập nhật. Như các anh chị biết là mấy ngày trước đây thì nhóm Tiên Phong Team của chúng tôi đã bắt đầu là đầu tư vào những cái ICO công nghệ, và điển hình đó là ví dụ như INS. INS Ecosystem này thì có những thời điểm mà anh chị thấy giá của nó lên rất là cao. Có thời điểm giá của nó là lên 7-8 đô, 9 đô. Và bây giờ nó dừng lại ở khoảng là gần 5 đô gì đó. Và giá INS này thì là một trong những dự án mà chúng tôi rất là kỳ vọng. Và hiện nay thì anh chị thấy là nó huy động được 133 triệu đô la. Vốn giao dịch của nó 24 giờ, cái volume của nó là hơn 5 triệu. Tổng cung cấp ra thị trường là hiện nay là 27 triệu. Đó, anh chị thấy hả? Hoặc anh chị thấy là chúng tôi đã đầu tư cái con này, đó là Cryptorium. Cryptorium này thì anh chị thấy là nó mới lên sàn ngày hôm qua. Đây cũng là một trong những ICO công nghệ mà chúng tôi đầu tư. Cái thời điểm cao nhất của nó là 2 đô 98 các anh chị nha. Và bây giờ thì nó dừng lại là khoảng là 2 đô 17. Và cái Cryptorium là một trong những dự án chúng tôi đầu tư cũng khá là thành công. Và rất nhiều dự án khác như là Indahat. Rồi, vậy thế thì ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu với các anh chị một cái ICO. Cũng có thể là các anh chị sẽ đầu tư rất lớn và sẽ thành công trong tương lai giống như dự án mà tôi vừa nói. Ok. Vậy thì làm dự án mà tôi muốn nói với các anh chị ngày hôm nay là gì? Đó là một dự án coin nền tảng, coin thuần chủng, có tên là Lai EDU. Lai EDU này thì các anh chị thấy là hiện nay số lượng người mà truy cập mà trong Telegram của nó rất là lớn, là nó khoảng bao nhiêu ạ? Gần 12.000 người rồi các anh chị. Telegram là gần 12.000 người, chứng tỏ một cộng đồng rất là lớn. Và khi tôi tìm kiếm thông tin cái địa chỉ domain là laiedu.tv thì hiện nay tôi thấy là cái domain này đăng ký là vào 2015. Đến nay là 3 năm rồi. Và nó sẽ tiếp, và dự án nó đã làm trong 3 năm vừa qua để tạo ra doanh thu. Và cái doanh thu của nó trong 3 năm vừa qua thì tôi bắt đầu test nó ở trên đâu ạ? Ở trên cái trang này. Thì anh chị thấy hiện nay cái trang này ở dạng tiếng Anh. Nếu anh chị đọc tiếng Anh thì anh chị đọc, còn nếu không có cái mẹo nhỏ để anh chị chuyển qua tiếng Việt, đó là anh chị bấm vào đây, sau đó các anh chị bấm vào chữ Việt Nam thì nó ra ở đây. Ok. Thì nó sẽ hiện ra tiếng Việt cho các anh chị. Thì đây là cái nền tảng học tập trực tuyến, học tập theo phân cấp, tức là nó tập trung về mảng công nghệ, tập trung về mảng stream, live stream. Đó. Thì anh chị thấy là ICO này đã bán gần đạt cái hard cap rồi. Và hiện nay nó đạt là còn 2 triệu nữa thôi là đạt cái hard cap. Và rất nhiều cái đối tác truyền thông cho cái trang này, chúng nữa tôi sẽ điểm qua và điểm qua cho các anh chị coi. Nhưng mà để cho các anh chị tìm hiểu là cái dự án này
Tại sao nó lại nó sẽ sử dụng cái công nghệ ERC20 để thanh toán và cái phần thưởng, chúng ta sẽ được biết. Và cái lý do là EDURA để giải quyết vấn đề gì, chúng ta phải biết điều này. Tức là hiện nay không có một cái nền tảng học tập dự án trực tuyến nào dạy cho sinh viên đại học và các chuyên gia để bắt đầu làm thế nào để xây dựng cái sản phẩm cho mình hoàn chỉnh. Thì cái này nó tạo ra đề để làm cái việc này. Ví dụ một cái thầy giáo dạy, nhưng mà đa số anh chị thấy là dạy lý thuyết mà thôi, thì đối với cái dự án này thì thầy giáo có thể lên để ứng dụng cái công nghệ của Live Edu này để làm streaming, để lập dự án, sau đó tất cả những sinh viên vào đó và đóng góp và cùng nhau để phát triển cái sản phẩm hoàn chỉnh dựa trên cái nền tảng Live Edu này. Đây là một ý tưởng rất hay. Đa số nước ngoài nó học tập theo cách là tạo ra một sản phẩm mới, còn ở Việt Nam chúng ta thì anh chị thấy là đa số người ta dạy theo lý thuyết và sau đó anh chị ra trường và được doanh nghiệp đào tạo lại. Thì đấy, cái Live Edu này nó tạo ra cái nền tảng hay như vậy. Và nó giải pháp của Edu, các anh chị thấy này, nó ở trong lĩnh vực lập trình, ở trong lĩnh vực design thiết kế, ở trong lĩnh vực về thực tế ảo, ở trong lĩnh vực về Artificial Intelligence là trí tuệ nhân tạo, ở trong lĩnh vực Security an ninh mạng và phát triển game, và ở Data, Big Data, Cryptocurrency. Đó, anh chị thấy không? Đó là rất nhiều cái mảng mà nó làm trong cái dự án Live Edu này. Và mục tiêu của Live Edu là xây dựng 10.000 dự án. 10.000 dự án, đó các anh chị nha. Hiện nay thì nó xây dựng được khoảng, và nó đã hình thành từ 2015 đến nay rồi. Và nó đã hút được 194 quốc gia tham gia và hút được 13.000 streamer, tức là những người xây dựng cái bài giảng của mình trực tuyến trên Live Edu đó các anh chị. Và bằng các tính năng của sản phẩm là phát sóng live stream trực tiếp này, những cái video giảng dạy này, trò chuyện chatbox này, các tệp tải về này, và hoàn thành mô tả dự án. Đó, cái hệ sinh thái của Live Edu như sau. Cái Live Edu này để kết nối giữa những cái người gì content creator, tức là những người tạo nội dung này, những cái người mà gì ạ, anh chị thấy là những người mà quality assurance, tức là bảo hiểm về chất lượng. Rồi những cái người gì ạ, anh chị thấy như là cái người phát triển về AIP này, hoặc là cái cộng đồng gì ạ, learner, những người học tập này. Còn bên này nó sẽ chuyển qua là Edu Token, là kết nối business, school, library này, college, và những cái gì ạ, những cái online education company, những cái công ty về phát triển giáo dục online. Và đây là những dự án mẫu, đây là những người, những dự án mẫu mà họ đào tạo thử nghiệm ở trên gì ạ, beta trên Live Edu này. Đây là những cái người tạo dự án, những cái người này là giáo sư, tiến sĩ, những người trường đại học, và họ đã tạo dự án trên Live Edu này. Và đây là những người mà họ đã từng tạo trên Live Edu, anh chị có thể check ở trên này. Và tại sao Live Edu để phát triển ra cái token này làm gì? Bởi vì nó muốn đánh chiếm cái thị trường mục tiêu là khoảng 306 tỷ đô la. Và nó phát triển ra nhiều thứ tiếng hơn, ví dụ như Trung Quốc, Nga, Bồ Đào Nha. Đó. Và 2019 thì Live Edu sẽ mở cửa ra rất nhiều chủ đề. Và đây là cái roadmap của nó, anh chị thấy không? Hiện nay thì nó có tạo ra 700 dự án rồi và phát hành ứng dụng Android và iOS. Sau đó quý 3 thì nó tích hợp cái hệ thống token vào cái việc thanh toán của Live Edu. Quý 4 thì khởi động doanh số bán hàng B2B và B2G. B2B là business to business và B2G là business to government, tức là bán cho chính phủ đó các anh chị. Đó, hoặc là một cái dự án nào đó. Anh chị thấy là nó có dự án này đến 2019 rồi. Và mục tiêu là tạo ra 10.000 dự án. Và hiện nay là 700 dự án được phát triển trên Live Edu. Đấy. Thì anh chị làm cho anh chị coi này. Hiện nay Live Edu đã phát triển như sau. Live Edu này tập trung 100% trọng tâm vào việc giáo dục trực tuyến ở dạng trung cấp và cao cấp. Và nó sẽ hợp tác với cơ sở khách hàng như một số cái website như là Coursera này, Udemy này và Udacity, là những trang giáo dục trực tuyến hàng đầu. Đó. Thì hiện nay anh chị thấy là mô hình tập là mô hình ở dạng dự án, tức là tạo dự án, live stream tương tác. Đây anh chị có thể đọc ở đây và coi ha. Và cái team của họ là một cái đội rất là mạnh. Team của họ này
thì là tiến sĩ Michael, thì nhà sáng lập, và ông này là một kỹ sư về về sau này thì ông ta tốt nghiệp về ngành tài chính và hiện nay công tác ở rất nhiều lĩnh vực như là Repay Network này, làm việc trong Amazon này, GE này, Photobook Cat này, và hiện nay thì được xây dựng cryptocurrency Quid App, lấy là Bitcoin Millionaire, làm việc ở Mỹ, châu Âu, châu Á, và là ông này hiện nay là tiến sĩ tài chính. Và cái người phát triển phụ trợ là Alex, nhà phát triển của Python, có kinh nghiệm cũng như trong lĩnh vực về lập trình Java Prip này. Đó. Và cái người tiếp theo là Toka, đó, nhà phát triển về Java Prip. Đó là ba người, còn cố vấn của là rất nhiều người. À, cố vấn của đã chạy, cố vấn của là Michael Jeffrey này. Hoặc là cái người Nhật Bản này này, Tomoaki Sato này, là người sáng lập Starbase và Japanese Crypto Expert này. Đó. Hoặc là gì ạ? Nhà kinh doanh tiếp thị này, Oli này. Đó, hoặc là Isaac Lee, Francisco Yo. Đó, anh chị thấy. Và hiện nay nó dùng cái nền tảng là Ethereum. Ethereum các anh chị nhé. Đó. Và nó phân bổ Ethereum như sau: 50% sẽ là brown sale cho nhà đầu tư, 50% còn lại thì họ giữ cho những cái phát triển dự án. Đấy. Và làm thế nào để cái dự án này kiếm được tiền? Thì hiện nay khi mà tôi tìm hiểu dự án này á, tôi bắt đầu thấy là anh chị thấy là nó kiếm tiền bằng cách là cho thuê bao. Những người muốn lên đó là cho thuê bao và 9 đô một tháng. Và trong tương lai thì những cái dự án này nó có bán cho những doanh nghiệp, có những cái dự án này có tính ứng dụng cao thì bán cho các doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng và những cái thư viện. Đấy, anh chị thấy, và đối tác về truyền thông partner của nó rất là lớn ha. Và đây là những cái dự án nó làm roadshow và ở khắp mọi nơi, kể cả trên Twitter, cập nhật mới nhất là nó làm cái bảng quảng cáo trực tuyến ở khắp mọi nơi, ở New York, ở Bangkok, ở rất là nhiều nơi các anh chị nha. À, anh chị có thể tìm hiểu thông tin trên này. Rồi, đây là cơ bản sơ bộ về cái dự án này. Tuy nhiên, chúng ta bắt đầu coi thêm thông tin ở nó của trên Bitcoin Talk. Trên Bitcoin Talk thì Live Edu rất là thành công trong việc kêu gọi làm bounty. Anh chị thấy không? Số lượng mà trang review về bounty rất là lớn, là 67 trang, 18.000 người xem thông tin về cái dự án này trên Bitcoin Talk. Ở trên Twitter cũng vậy. Twitter của họ bây giờ là gần 10.000 người follow rồi. Và các anh chị thấy là sao ạ? Hiện nay thì cái Live Edu này nó đang phát triển dự án rất thực tế, bởi vì nó đã và nó huy động được 7 triệu trong vòng một tuần đầu tiên khi mà phát hành cái này. Đây là một dự án khá là thành công, huy động được 7 triệu trong tuần đầu tiên. Và ở cái trên cái trang truyền thông là CoinGecko thì cái này nó đang thông báo ở trên này, và còn 17 ngày nữa là kết thúc các anh chị. À, một cái trang nữa của Trung Quốc cũng đưa tin là 52ICO.com cũng đưa tin thông tin về gì ạ? Về Live Edu hoặc là Token Market. Thì Token Market này cũng đưa thông tin về Live Edu này. À, anh chị thấy trên này đưa thông tin rất là chi tiết cụ thể. À, đánh giá cả domain là 4.18 điểm, backlink 90, team technology, rồi cái hệ thống code của smart contract GitHub của nó. Ok, các anh chị coi ở trên này nhé. Hoặc là trên gì ạ? Coin Schedule. Thì Live Edu này cũng được thông báo là ngày 10 tháng 2 nó bán hết token này, tức là 16 ngày nữa. Tuy nhiên, nếu nó đạt hard cap sớm thì nó có thể kết thúc trước thời hạn. Anh chị để ý nha. Chúng ta có thể coi ở trên này. Và dự án này đến từ United Kingdom. Yeah. Và cái platform là Ethereum. À, chúng ta thấy ha. Hoặc là cái BTC Manager này cũng là cái trang đưa thông tin về Live Edu này. Ok, rất nhiều kênh truyền thông đưa tin về cái này, cũng như là ABC7 cũng đưa thông tin về gì ạ? Về Live Edu. À, hoặc là Bitcoin.com cũng đưa thông tin về cái này. Đây là cái trang rất nổi tiếng thế giới mà cũng đưa thông tin về gì ạ? Là Live Edu. À. Hoặc là cái trang về doanh nhân Entrepreneur.com thì cái Spotlight cũng đưa thông tin về cái gì ạ? À, về Live Edu này trên cái trang doanh nhân trên thế giới này. Ok, để anh chị thấy hiểu là, và khi tôi tìm hiểu cái thông tin, anh chị vào website là liveedu.tv,
anh chị sẽ coi cái dự án này nó chạy như thế nào nhé. Đây, khi mà tìm hiểu về LineEDU thì anh chị sẽ hiểu là một nền tảng học tập dự án nơi những người sáng tạo dạy sáng tạo nội dung, dạy người học làm thế nào để xây dựng các sản phẩm thực tế, không phải xây dựng cái lý thuyết đâu các anh chị, tạo ra sản phẩm thực tế và sử dụng cái dự án thực tiễn đó để xây dựng cái sản phẩm từ lĩnh vực như lập trình này, game này, phân tích dữ liệu này, thiết kế này, thực tế ảo này và trí tuệ nhân tạo, hoặc là security là bảo mật đó. Và khi mà nó tạo ra dự án thực sự như vậy là cách thiết thực hiệu quả cho các chuyên gia và sinh viên để nâng cao kỹ năng của họ, để kiếm được tiền nhiều hơn trong sự nghiệp của họ. LineEDU không phải là cho người mới mà dành cho những người có kiến thức trong lĩnh vực của họ. Và LineEDU là một khởi đầu nhanh chóng với một tầm nhìn lớn để chuyển đổi cách học sinh và chuyên gia cải tiến và làm sắc nét kỹ năng của mình theo dự án thực tế. Đó. Và nó thành lập vào 2015. Mới đầu 2015 dưới tên là Line Coding, tức là chuyên về lập trình. 2017 thì lập thành LineEDU, mở rộng qua lĩnh vực khác. Đó là mở rộng qua những lĩnh vực và tập trung về nội dung kiếm tiền. Và hiện nay thì nó hút được 1 triệu người trên 194 quốc gia và 13.000 streamer và tạo ra 200.000 nội dung trên này. Đó. Và cái phí để những người coi cái dự án ở trên này một tháng và nó kiếm tiền từ việc là cho thuê bao là 9,9 đô la một tháng và bán quảng cáo trên này. À, và cái thị trường, cái market share, thị phần của lĩnh vực trực tuyến này, học tập trực tuyến rất lớn các anh chị. Đó là 46 tỷ đô la trong lĩnh vực về e-learning. Và cái đội ngũ này thì có kinh nghiệm, đã từng làm ở Amazon, GE, General Electric, PhotoBucket hoặc Rebay. Đấy. Và các tổ chức truyền thông lớn thế giới như là Massable này, Lifehacker, VentureBeat, TechCrunch, Spygel hay là OpenSource đã PR về cái dự án LineEDU này. Cho nên các chị thấy cái dự án này là đã chạy được 2-3 năm, đã tạo lợi nhuận, đã được cơ quan truyền thông chấp nhận và đã hút một cái lượng người khổng lồ là 1 triệu người tham gia ở trên LineEDU này. Và khi tôi kiểm tra cái lượng truy cập mỗi ngày thì tôi thấy là khoảng 7.000 người truy cập mỗi ngày ở trên cái trang LineEDU này, khá là thành công. Và nó hiện nay nó hút là khoảng là 506 visit trong một tháng. Đó. Anh chị thấy là nó hút khoảng hơn 500.000 một tháng truy cập vào LineEDU này để học tập, cũng khá là lớn. Khi tôi truy cập nó ở trên Google thì tôi thấy là gì ạ? 69.000 kết quả tìm kiếm về LineEDU ICO, cũng khá là lớn. Và tôi check nó ở trên Track ICO thì nó được đánh giá là 4.6 điểm. Và trên này cái thông tin rất là đầy đủ các anh chị, từ là overview về dự án, team, rating, rồi cái roadmap và cái hoạt động của nó trên Twitter. Anh chị thấy đầy đủ trên này. Và được cái Track ICO này giới thiệu về cái LineEDU này. Và khi tôi tìm kiếm nó ở trên thông tin nó ở trên YouTube, đây tôi search này, review. À, review ICO LineEDU. Thì hầu như các chị thấy là toàn là nước ngoài thôi. Toàn là nước ngoài PR về cái này, mấy chục ngàn thôi. Không có một người Việt Nam nào biết về cái dự án LineEDU này. Chứng tỏ dự án này rất thành công ở nước ngoài, nhiều người nước ngoài biết, nhưng mà Việt Nam có lẽ rằng là một quốc gia, có lẽ là cái dự án giáo dục có vẻ với người Việt Nam thì người ta không thích lắm. Nhưng đây là dự án rất tiềm năng với thế giới, bởi vì rất nhiều người, rất nhiều người, báo các anh chị biết, như blogger nổi tiếng trên thế giới đều review về ICO này, LineEDU này. Đó là cái sự thành công của cái dự án này các anh chị nhé. Và nữ hoàng ICO hoặc kẻ thơm ICO sẽ là những cái người tại Việt Nam duy nhất review về ICO này cho chúng ta biết. Ok. Và tôi muốn nói một chút xíu. Tôi muốn nói với các anh chị một chút xíu là khi chúng ta đọc cái trang là medium.com và ông CEO của họ đó là tiến sĩ Michael. Đây, ví dụ cái trang này các anh chị nha, là trang medium.com, thì ông tiến sĩ này đưa ra 10 cái lý do để chúng ta nên tham gia vào cái dự án LineEDU này. Đó.
Và anh chị muốn tìm hiểu nó chi tiết, anh chị có thể chuyển nó qua tiếng Việt để anh chị đọc. Anh chị muốn đọc tiếng Anh cũng được, tuy nhiên thời gian nó lâu hơn. Anh chị chuyển qua tiếng Việt thì nó nhanh hơn. Nhưng mà anh chị có thể đọc được thì nên đọc tiếng Anh. Tôi review tóm tắt 10 cái lý do để anh chị thấy. 10 cái lý do để anh chị thấy ha. Cái lý do đầu tiên, cái lý do đầu tiên á mà anh chị nên đầu tư vào lĩnh vực này, đó là không giống như những ICO khác, không có sản phẩm. Cái ICO này đã tạo ra sản phẩm trong vòng 3 năm vừa qua, và sản phẩm đó và phát triển cái mô hình kiếm tiền và đội ngũ dày dặn rồi. Và nhóm Nguyên Tú này tập trung vào lĩnh vực về video streaming và làm việc 2 năm vừa qua. Cho nên dự án này là dự án có sản phẩm thực, đã chạy 2 năm, hút một lượng cộng đồng rồi. Và cái rủi ro về tạo sản phẩm là không có các anh chị, dự án đang chạy, dự án sống. À, đó là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai là cái đội ngũ rất là tinh gọn, cho nên là đi nhanh hơn và phát triển cái cơ sở hạ tầng nhanh hơn. Đội ngũ rất là thông minh và tinh gọn. Và hiện nay thì họ đã hút được 1 triệu người và 13.000 người sáng tạo nội dung. Và cái quan trọng nữa là mô hình này tạo ra cái giá trị cho cái người học tập và phát triển dự án. Và sau này nó phát triển ở rất nhiều quốc gia, ở 194 quốc gia. Đó. Và cái ICO này nó kiếm make money được rồi các anh chị. Mỗi một tháng mỗi một người cần là bao nhiêu ạ? 9,9 đô la. Đó, 9,9 đô la. Điều này có nghĩa là gì ạ? Điều này giá trị của cái chứng khoán này không phụ thuộc vào việc đầu cơ tài chính, mà nó được tạo ra bởi việc là thực tế sự tăng trưởng công ty nó sẽ quyết định giá cả của cái token Line Edu là trong tương lai. Đó. Và khi mà Line Edu là phát triển ở dạng là nhiều thứ tiếng hơn, ví dụ tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Bồ Đào Nha, hoặc là phát triển nhiều chủ đề hơn, thì sẽ khả năng scale up, mở rộng quy mô được hơn. Đấy, đó là thông báo cho các anh chị biết. Đó là lý do thứ 5. Lý do thứ 6 là Line Edu này cam kết tập trung vào lĩnh vực công nghệ tương lai. À, mục tiêu là tạo ra một thư viện học tập lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ tương lai, như là trí tuệ thông minh nhân tạo, an ninh mạng, phát triển gaming, game trò chơi, database, cơ sở dữ liệu, lập trình, software, rồi gì ạ, design và thực tế ảo. Cái điều này rất là hay này, đó là các nhà đóng góp chính là các bạn á, có quyền biểu quyết, tức là có quyền quyết định cái gì quan trọng nhất trong hệ sinh thái để tư vấn cho đội dự án người ta phát triển những chủ đề, những tính năng mới trên sản phẩm. Đó là cái điều rất là hay. Giống như các anh chị đầu tư vào một công ty, anh chị được can thiệp vào việc là biểu quyết đây các anh chị. Nếu nhiều người biểu quyết làm cái gì thì đội ngũ dự án người ta làm theo như vậy, bởi chính các anh chị là cái người góp phần vào thành công dự án ICO này. Đó, cái điều thứ 8 là một phần của dự án đang được xây dựng trên YouTube. Đó, và phát triển chuyên môn bằng cách sử dụng blockchain và sử dụng cái smart contract. Và cái điều thứ 9 là sự đóng góp của bạn sẽ mang lại sự bí mật bằng cách là giáo dục cho sinh viên và chuyên gia về dự án về cryptocurrency này. Đó, về blockchain, về Bitcoin, về Ethereum. Đó. Và cái thị phần của nó rất là lớn trong lĩnh vực về đào tạo trực tuyến này, đó là khoảng 306 tỷ đô la Mỹ về quy mô, scale up, mở rộng được trong tương lai rất là lớn. Và tập trung về phát triển về lĩnh vực gì ạ? Công nghệ và blockchain. Đó là 10 cái điều mà CEO Michael, CEO của Line Edu đã nói trong cái kênh truyền thông Medium. Đó là cái điều mà tôi cũng rất là tâm đắc. Anh chị có thể theo dõi cái kênh này để biết về cái cập nhật mới nhất của Dr. Michael. Đây là những cái lý do để anh chị phải quan tâm về Line Edu này. Đó. Và đến đây thì ắt hẳn là anh chị thấy là cái dự án này cũng khá là tiềm năng. Và cái việc một Edu hiện nay nó bán 0,1 đô, 1 đô mua được 10 Edu. Và có nghĩa là anh chị mua một ETH thì anh chị sẽ được bao nhiêu ạ? 1.000 Edu. Đó, 1.000 Edu. Đó, anh chị thấy nhỉ? Và hiện nay các anh chị được bao đất thêm 14% nữa. À, 14% nữa. Đó là cái điều tôi thông báo các anh chị. Rất nhiều kênh truyền thông nói. Và hiện nay anh chị mua được bonus là 14%.
1 ETH là được 10.000, 10 ETH là 100.000. Anh chị tham gia Telegram của họ 12.000 người. Đây anh chị thấy này, thông tin địa điểm là tại London. À, Telegram của nó là gần 12.000 người. Rồi, nếu các anh chị đến đây quả thật các anh chị ấn tượng và thích cách làm của dự án Live Edu này, dự án sống, có doanh thu, CEO cập nhật và người đội ngũ của họ ra mặt hết. Và dự án này đã huy động được bao nhiêu ạ? À, để tôi xem nào. Dự án này hiện nay là huy động là 8,1 triệu rồi các anh chị. Nó đạt 10 triệu là sẽ đạt hard cap. Tức là không còn lâu nữa đâu, khoảng vài ngày nữa thôi nó sẽ đạt hard cap. Tức là 10 triệu đô la. Thì anh chị thấy, bởi vì nó huy động được 7 triệu đô la trong tuần đầu tiên mà. Đây là tuần thứ hai bán của nó. Anh chị thấy là nó khá là thành công. Và anh chị sẽ hết cơ hội mua nếu đạt cái hard cap này là 10 triệu đô la. Thì anh chị sẽ bỏ lỡ cơ hội này. Và khi anh chị thấy là người Việt Nam chúng ta không biết cái này nhiều, đây là cơ hội. Bởi vì cái này trên thế giới, ở châu Âu, ở Mỹ người ta biết cái kênh này và hút hàng triệu người tham gia. Còn Việt Nam người ta không tham gia, có thể lý do là gì ạ? Người ta thấy là thị phần về giáo dục trực tuyến không tiềm năng. Nhưng thông báo các anh chị là thị trường trực tuyến là thị trường rất lớn. Nó quy mô khoảng 306 tỷ đô la. Trên thế giới chi rất nhiều tiền cho việc đào tạo trực tuyến. Đó. Và Live Edu này đã nhìn ra cái thị phần này để họ bắt đầu tập trung để khai thác. Cho nên về mặt thị phần là anh chị chọn phân khúc rất tốt là lớn. Cái hai là dự án sống đã chạy rồi 2 năm 3 năm rồi. Và cái CEO cái ICO này cũng là gì ạ? Là ra mặt và truyền thông rất là cụ thể. Và quan trọng là cái giá của nó rất là hợp lý, 0,1 đô la cho một token, khá là ok và đang được bonus là 14%. Đó, anh chị thấy để ý nha. Và quan trọng nữa là gì? Cái dự án này nó tập trung vào dự án sống và quan trọng là tạo ra cái giá trị thực tiễn và bán cái giá trị đó cho nhiều người xài và cho trường đại học, cho các công ty tổ chức. Để anh chị thấy là dự án này rất là tiềm năng. Đó. Đối với bản thân tôi thấy dự án này rất tiềm năng và nó rất là thực. Bởi nhu cầu học tập là thực tế. Có nhiều lúc vẽ dự án rất là động trời nhưng mà dự án nó không thực tế. Cái dự án này rất là thực tế. Con người ta có thể dùng cái này để phát triển dự án này, học tập và được nhiều người ủng hộ. Bằng chứng là có lượng người học cũng như là cái lượng người trên thế giới này tham gia streamer rất là nhiều. Và cái cách để họ truyền thông cũng khá là hay. Đó. Và khi tôi làm việc với admin, với cái người manager của Live Edu này, thì tôi được biết cái dự án này đang rất thành công ở nước ngoài. Và chạy dự án này huy động rất là tốt. Và cách làm của họ khá là an toàn và bền vững. Và khi các anh chị bỏ ra một vài ETH để mua cái này thì anh chị cũng gì ạ? Rất là cân nhắc là dự án này lên nó sẽ đạt bao nhiêu. Thì hiện nay nó 0,1. Thì về mặt đầu tư, chúng ta nhìn ở góc độ đầu tư, chúng ta sẽ thấy thị phần lớn, nhiều người tham gia, giá nó rẻ. Thì trong tương lai cái việc nó tăng giá lên 1 đô, 2 đô là có thể xảy ra. Được không ạ? Bởi vì sao? 10 triệu đô la này, 10 triệu đô la này, anh chị thấy 10 triệu đô la thì hard cap của nó không quá lớn. Hard cap của nó không quá lớn các anh chị nha. 10 triệu đô la mà thôi. Bởi vì huy động cho cố nhưng mà không làm ra dự án thực thì cũng vậy à. Được không nào? Cho nên tôi muốn nói các anh chị. Và bây giờ anh chị đã ấn tượng về cái này rồi thì chúng ta hãy có một cái tài khoản. Và cái link đăng ký là tôi để dưới đường link video này rồi. Anh chị hãy click vào dưới để đăng ký một cái tài khoản nó trước. Anh chị nạp ETH vào để mua. Và nạp ETH hoặc là Bitcoin đều được. Chúng ta có thể là gì ạ? Là nạp và làm sao để mua cái này tôi sẽ hướng dẫn các anh chị. Bây giờ để các anh chị có một tài khoản nào. Là đường link của tôi để bên dưới. Cái đường link của tôi là đường link này. Anh chị thấy hả? Cái đường link này. Khi anh chị click vào cái đường link này ở dưới video clip thì nó sẽ ra. Nó sẽ ra cái này. Và anh chị bấm vào đây. Anh chị sẽ đăng ký email, password. Vào đây là confirm lại password. Sau đó anh chị bấm sign up. Sign up là xong. Sau đó các anh chị thấy là ở trong cái mail các anh chị ạ. Cái mail nó sẽ gửi vào cái mail này. Ok. Và anh chị click vào đây. Anh chị click vào đây để xác nhận cái email là xong.
Sau khi xác nhận cái email xong đó, thì nó sẽ hướng dẫn các anh chị là làm sao để buy này, làm sao để buy cái token này này. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các anh chị cách để các anh chị mua nó luôn các anh chị nhé. Sau khi các anh chị có tài khoản rồi thì anh chị làm gì? Anh chị hãy login nó vào. Đây, hiện nay thì anh chị thấy, ví dụ cách để các anh chị mua này. Ví dụ anh chị nạp là bài ETH, tôi hướng dẫn các anh chị là nạp bằng Ethereum nha. Ví dụ các anh chị muốn đầu tư là ví dụ như là 5 ETH thì nó quy đổi là hiện nay anh chị sẽ có 57.000 EDO. Và đây, cái địa chỉ ví ETH mà các anh chị được gì ạ? Mà anh chị gửi vào để đóng góp từ đâu? Và nhớ nha, cái địa chỉ này là Ethereum address. Các anh chị phải lấy địa chỉ, đây là lấy địa chỉ của ví My Ether Wallet để sau này nó giao token cho các anh chị qua đây. Bởi vì cái công nghệ này dựa trên nền tảng về Ethereum ERC20. Ok, anh chị hãy đăng nhập vào để chúng ta lấy cái địa chỉ ví này. Ok, sau khi các anh chị có địa chỉ ví này, anh chị bỏ vào đây. Anh chị hãy bỏ cái địa chỉ ví đó vào đó. Đây anh chị, tôi sẽ bỏ cái địa chỉ ví này vào đây là C82. Đây là địa chỉ ví My Ether Wallet của tôi. Ok, và sau đó tôi bấm là contribute, tức là đóng góp. Tức là có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là anh chị mở cái ví My Ether Wallet, anh chị nạp lên đó 5 Ethereum, được không? Đó, thì nó quy đổi cho các anh chị là 57.000 EDO. Anh chị đến đây anh chị bấm là contribute. Ok, là nó sẽ quy đổi cho các anh chị, được không nào? Và lập tức số cái tài khoản các anh chị ở đây nó sẽ hiện lên 57.000 lên chỗ này, là anh chị đã mua thành công. Hãy nhớ là cái ví My Ether Wallet này anh chị phải có tiền Ethereum trong này các anh chị nhá. Ok, còn nếu các anh chị muốn chia sẻ cái dự án này cho người khác để các anh chị lấy referral thì anh chị vào đây. Đó, anh chị vào đây, anh chị bấm vào chỗ này thì nó hiện ra cái đường link này. Thì đường link này chính là cái đường link anh chị chia sẻ cho người khác để anh chị lấy 10% cái referral. Ok, đây là dự án chia sẻ referral khá là ok các anh chị nhá. Đó, ở đây nó có hướng dẫn hết là mua bằng ETH thế nào, mua bằng BTC thế nào này. Ok, anh chị có thể đọc ở đây. Và sau khi các anh chị đóng góp xong thì nó sẽ lên cái số tiền ở đây, EDO quy đổi ở đây. Hãy nhớ là chúng ta điền, tôi nhắc lại là điền cái Ethereum address, tức là cái ví My Ether Wallet của mình vào đây. Và hãy nhớ là chuyển Ethereum lên. Và làm sao anh chị thấy là chuyển lên, và anh chị sẽ biết là số quy đổi của mình EDO tương đứng với Ethereum như thế nào. Và sau khi anh chị chuyển xong là thành công. Tôi chúc mừng cho anh chị đăng nhập cái này thành công và mua được EDO này thành công. Và sắp tới nó sẽ lên một số sàn trao đổi thì tôi sẽ cập nhật các anh chị sớm nhất. Và hiện tại ngay bây giờ các anh chị phải làm đó là có một tài khoản nạp ETH vào và sau đó quy đổi thành Lite EDO này, và chờ ngày nó lên sàn anh chị sẽ chốt bán kiếm lời, hoặc là dùng cái token này để trao đổi, hoặc là anh chị dùng cái hệ sinh thái của nó bằng cách nào cũng được. Đây là dự án đầu tư và hãy chờ cập nhật thông tin của tôi nhé. Tôi sẽ nói các anh chị phải làm gì tiếp theo với Lite EDO này. Và một lần nữa, tôi là Johnny Thông. Xin chúc mừng các anh chị đăng ký một tài khoản để ủng hộ tôi cũng như là những cái gì tôi đóng góp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Và hãy nhớ share, comment cái clip này ở trên YouTube hoặc là trên Facebook. Và tôi hẹn gặp lại các anh chị trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Tôi là Johnny Thông đây.